Xin chào các anh chị và các bạn, mình là Ngô Thắng. Thời gian gần đây ấy, rất là nhiều người có phản hồi rằng website của họ bị những cái lỗi như trên màn hình này của mình. Đó. Cái lỗi này thường sẽ xuất hiện ra những cái website WordPress nâng cấp từ phiên bản cũ đến phiên bản mới, hoặc là những website đặc biệt là cài trên những cái VPS thì sẽ bị như thế này. Thì để giải quyết những cái lỗi này thì mình cũng đã tìm hiểu giải pháp, và mình tin rằng là mọi người trước khi xem video này cũng có thể đã tìm hiểu trên mạng rất là nhiều giải pháp rồi nhưng mà chưa giải quyết được. Thì đừng lo, xem video này rồi các bạn sẽ làm được ngay. Mình sẽ xử lý cho các bạn trong nốt nhạc, các bạn xem mình thấy nó đơn giản rất là nhiều, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta cài đặt plugin. Mình cũng đã bookmark sẵn cái đường link của cái plugin mà chúng ta sẽ sử dụng. Mọi người copy cái tên này. Đó. Và trong giao diện WordPress. Đó. Đúng tên nhé. Đúng tác giả nhé. Đặt xong thì kích hoạt lên. Đối với cái plugin này thì mọi người chỉ cần cài đặt và kích hoạt lên là xong, không cần phải vào tùy chỉnh thông số cấu hình gì của nó nữa cả, cứ để nguyên như này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần paste và kiểm tra đó, của mình đã hết đặt lịch rồi ạ, xử lý lỗi luôn đó. Không cần phải làm gì thêm nữa. Phần post cũng thế này. Đây là bài viết mới của mình bị đặt lịch đây. Giờ mình tải lại trang này. Cũng sẽ hết luôn. Đó. Rất là nhanh đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần biết tìm ra được là cái plugin nào xử lý được cái việc này. Sau đó cài vào. Ok, hết lỗi. Đó. Thế còn trường hợp mà chúng ta cài vào mà vẫn còn lỗi nhé, thì mọi người sẽ để lại dưới bình luận cho mình. Nếu bạn có câu hỏi nào thì để lại dưới bình luận cho mình. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.